Mai Quốc Việt và Hoa Tuy Con xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế Giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế Giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi Điểm tin Thế Giới do Võ Thái Hà tóm lực. Bà Hồ Thị Kim Thoa đang ở Paris, liệu có bị dẫn độ về Việt Nam? Bà Hồ Thị Kim Thoa từng bị kỷ luật hồi đầu năm 2017 Đang có đồn đoán về số phận của cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa Người đang bị Việt Nam truy nã Điều tra riêng của BBC cho biết Bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp Từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố Ngày mùng 10, Tháng 7, Bộ Công an Việt Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Công Thương Phan Trí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương Dựa theo các nguồn tin riêng của BBC Dường như vào thời điểm này, bà Kim Thoa đang đi du lịch Pháp Trong đó có ghé trung tâm thiền tập Làng Mai, Pháp sau khi nghe tin khởi tố, Bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch. Giữa Việt Nam và Pháp đã có hiệp định dẫn độ. Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị khởi tố cùng ngày với cụ Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, về điều để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trung Quốc thông báo tập trận, cấm tàu bè vào biển Đông. Từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11, quân đội Trung Quốc tiến hành đợt tập trận ở phía tây bán đảo Lôi Châu, tức vịnh Bắc Bộ tài khoản Twitter của nhân dân nhật báo Trung Quốc bản tiếng Anh hôm nay, hôm 16 tháng 11 năm 2020 đăng tải tấm ảnh đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa kèm thông báo tập trận ở biển Nam Trung Hoa, biển Đông cấm tàu bè qua lại. Theo thông báo Trung Quốc sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tại biển Nam Trung Hoa từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Việc đi vào sẽ bị cấm theo cục an toàn hàng hải Quảng Đông. Thông báo số GD 039 của cục an toàn hàng hải Quảng Đông cho biết cuộc huấn luyện quân sự sẽ diễn ra ở vùng biển Bắc phía bắc vịnh Bắc Bộ tại vị trí khoảng 21 23 độ vĩ bắc và 109,54 độ kinh đông. Tàu thuyền sẽ không được ra vào khu vực có bán kính 5 km. Một thông báo khác của cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cũng thông báo về cuộc tập trận ở ngoài khơi Hồng Kông ở phía bắc biển Đông gần đảo Đông Sa của Đài Loan bắt đầu vào ngày 17 tháng 11. Hiện Việt Nam vẫn chưa phản ứng với thông tin này. Theo các thông báo của hai cơ quan gồm Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, thì từ đầy năm đến nay, quân đội Trung Quốc tiến hành ít nhất 8 cuộc tập trận tại Biển Đông, trong đó có 5 cuộc xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa. Chính quyền Trump đang đẩy nhanh việc tách rời Mỹ khỏi nền kinh tế Trung Quốc. Theo các chuyên gia, lệnh hình pháp được ký hôm 12 tháng 11 của tổng thống Trump cấm các khoản đầu tư của các thực thể thuộc Hoa Kỳ vào các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc, đánh dấu một bước quan trọng để thực hiện điều này. Chuyên gia Roger Robinson đánh giá, hành động, hành động này của chính phủ là động thái đầu tiên có tính lịch sử trong việc áp đặt các hình phạt đối với Bắc Kinh thông qua thị trường vốn, theo Epoch Times. Hàng chục nhân viên tại khu nhiễm virus Vũ Hán Hôm thứ Hai, 16 tháng 11 Hu cho biết 65 nhân viên của họ đã bị nhiễm loại virus chết người này kể từ khi đại dịch bùng phát. Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của Hu, thông tin rằng các ca nhiễm bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tổng giám đốc Hu hôm thứ hai cũng đã xuất hiện trở lại sau khi phải cách ly do tiếp xúc với người nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, theo Reuters. Tổng thống Trump thông báo sắp kiện lớn. Thông báo trên Twitter, ông Trump cho biết chiến dịch của ông sắp khởi động vụ kiện lớn về gian lận bầu cử. Nhiều vụ kiện đang được thực hiện trên khắp đất nước không phải của chúng tôi, mà là của những người từng chứng kiến những vụ lạm dụng khủng khiếp. Các vụ kiện lớn của chúng tôi cho thấy sự vi hiến của cuộc bầu cử năm 2020 và sự phẫn nộ về những điều đã được thực hiện để thay đổi kết quả sẽ sớm thực hiện. Ông Trump viết trên Twitter. Luật sư của tổng thống Trump kêu gọi sa thải giám đốc CIA. Newsweek đưa tin Sydney Powell, luật sư của ông Trump nói rằng giám đốc CIA nên bị cách chức vì không phản đối dùng phần mềm bỏ phiếu gặp sự cố ở bang Michigan. Tôi không thể hiểu tại sao Gina Haspel vẫn làm việc ở cục tình báo trung ương Mỹ CIA. Bà ấy đáng bị sa thải ngay lập tức. Bà Powell nói hôm 15 tháng 11 và cho biết thêm rằng bà Haspel đã còn phốt lờ cảnh báo rủi ro đối với việc sử dụng phần mềm bỏ phiếu Dominion tại các bang chiến trường. Đảng Cộng Hòa bất ngờ thắng ghế thứ 9 Hạ Viện từ Đảng Dân Chủ Giám đốc truyền thông của tổ chức chiến thắng cho phụ nữ. Bà Olivia pizzer Kubas nói rằng không phải ngẫu nhiên khi mà nhiều phụ nữ đảng Cộng hòa hơn bao giờ hết sẽ giành được các ghế tại nghị viện vào năm tới, theo Fox News. Đảng Cộng hòa đã giành được ghế thứ 9 tại Hạ viện hôm thứ Ba từ tay đảng Dân Chủ sau khi hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Harley Ruda, bang California, nhận bộ trước ứng viên Đảng Cộng hòa Marcel Steele trong một cuộc đua cạnh tranh gay gắt để đại diện cho quận 48 của bà. Bà Steele sinh ra ở Hàn Quốc trước khi nhập cư sang Mỹ đã tuyên bố chiến thắng vào thứ ba. Chiến thắng này giành được một cách khó khăn và gian khổ và tôi không thể không biết ơn khi nhận được sự ủng hộ của các bạn cũng như không thể vinh dự hơn khi được phục vụ cộng đồng của chúng ta tại nghị viện, bà nói trong một twist. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào công việc. Bà Steele đặt mục tiêu giảm thuế, cải thiện nỗ lực chống dịch Covid-19 ở tiểu bang, đảm bảo an toàn biên giới đất nước và giúp người Mỹ tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giá cả phải chăng. Trong số các mục tiêu khác, được liệt kê trên trang web của bà. Bà Steele phục vụ trong Ủy ban Bình đẳng của tiểu bang California và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam, nơi bà đã giúp trả lại hơn 400 triệu đô la cho những người đóng thuế ở California. Theo trang web của bà, Đảng Cộng Hòa hiện nắm giữ 201 ghế Hạ Viện, trong khi đảng Dân Chủ hiện nắm giữ 215 ghế. Chính quyền Tổng thống Trump có hai động thái lớn. Chính quyền Tổng thống Trump đã chốt hai việc, đó là đối thoại Đài Loan và bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nike Asia đưa tiền. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo với nghị viện hôm thứ Ba, 10 tây tháng 11 rằng bộ đã phê duyệt hơn 23 tỷ đô la Mỹ bán vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Động thái này được giới quan sát đánh giá là một phần thưởng cho các quốc gia vùng vịnh vì đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Ông Pompeo cũng thông báo rằng ông Key Crack Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường sẽ chuẩn bị một cuộc đối thoại kinh tế song phương với Đài Loan vào ngày 20 tháng 11. Bổ sung vào danh sách các hành động gần đây của chính quyền thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với hòn đảo. Và điều này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận. Hai động thái lớn diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bị sa thải. Báo hiệu rằng tổng thống Donald Trump và trợ lý thân cận Pompeo muốn đóng dấu ngoại giao trước ngày nhậm chức vào ngày 20 tây tháng 1. Ông Pompeo hôm thứ ba nói rằng sẽ có một sự chuyển đổi suôn sẻ sang một chính quyền Trump thứ hai. Ông Joe Biden há miệng mắc Brad Pitt đưa tin, trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden, nhà báo Chris Wallace của đài Fox News, người điều hành phiên tranh luận, đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có cam kết không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập hay không. Vị cựu phó tổng thống trả lời có. Ông sẽ thúc giục những người ủng hộ ông hãy chờ đợi trong khi phiếu bầu được kiểm và ông sẽ cam kết không tuyên bố chiến thắng cho đến khi cuộc bầu cử được chứng nhận độc lập chứ. Wallace đã hỏi Biden tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ở Cleveland, tiểu bang Ohio có ông biden đã trả lời và đây là thỏa thuận chúng ta sẽ đếm các lá phiếu như ông đã chỉ ra một số lá phiếu ở một số bang thậm chí không thể được kiểm cho đến ngày bầu cử và nếu có hàng nghìn lá phiếu sẽ mất thời gian để làm điều đó vị cựu phó tổng thống bổ sung Bộ trưởng Estonia từ chức sau khi gọi Joe và Hunter Biden là những kẻ tham nhũng. Brad cho hay Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia đã từ chức sau khi gán nhãn cho Joe và Hunter Biden là những kẻ tham nhũng và kết quả bầu cử Mỹ bị làm sai lệch. Mark Helmy, người đồng sáng lập đảng nhân dân bảo thủ Estonia, đã rời bỏ chính phủ Liên minh NATO và thành viên EU ở vùng Baltic do những tranh cãi xung quanh những bình luận mà ông đã đưa ra trên đài phát thanh TRE. Bộ trưởng Estonia cho rằng Biden là người thụ hưởng của một nhà nước ngầm, vốn thích những kẻ buôn lậu cặn bã bởi những kẻ tham nhũng cặn bã, dễ bề thao túng. Joe và Hunter Biden là những nhân vật tham nhũng ông nói ông tin rằng donald trump cuối cùng sẽ chiến thắng bất chấp các kết quả dự kiến hiện tại nhưng không phải là không có khả năng xảy ra xung đột dân sự ông dự đoán rằng nó sẽ xảy ra như một kết quả của một cuộc đấu tranh to lớn thậm chí có thể đổ máu nhưng cuối cùng công lý sẽ chiến thắng Toàn bộ nghị sĩ đối lập Hồng Kông tuyên bố từ chức. Toàn bộ nghị sĩ đối lập Hồng Kông sẽ đồng loạt từ chức sau khi cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc thông qua một nghị quyết hôm thứ Tư cho phép chính quyền địa phương bãi nhiệm các chính trị gia mà không cần thông qua phán quyết của tòa án. Theo SCMP, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông W.U.G.Y., tiết lộ động thái này sau khi bốn nhà lập pháp từ khối này bị loại bỏ sau quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc NPCSC. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố từ chức vì các đồng nghiệp của chúng tôi bị trút quyền một cách tàn nhẫn bởi chính quyền Trung ương. Wu nói, có một sự phấn tách quyền lực giữa nhóm hành pháp và tư pháp. Theo luật cơ bản, nhưng giờ đây, quyết định của chính phủ trung ương ám chỉ sự phân tách quyền lực này sẽ bị tước đoạt. Tất cả quyền lực sẽ được tập trung vào tay trưởng đặc khu. Một buồn nhìn của chính quyền trung ương. Vì vậy, hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một quốc gia hai chế độ. Tiên Hoa Kỳ 500 người tuyên thệ cáo buộc 11.000 vụ gian lận phiếu bầu. Bà Rona McDonnell, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, người đã xuất hiện trên Fox News vào ngày 10 tây tháng 11, để nói về các bản tuyên thệ của nhân chứng, tố cáo gian lận phiếu bầu. Vào tối thứ ba, bà Rona McDonnell, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, nói với nhà bình luận Sean Hannity của Fox News rằng bà đang có 234 trang chứa 500 bản tuyên thệ cáo buộc 11.000 vụ gian lận cử tri khác nhau. Luật kê ngắn gọn các cáo buộc trên chương trình của Hannity. Max Daniel nói rằng một người ở quận Wayne, tiểu bang Michigan cáo buộc rằng 60% trong số một lô phiếu bầu cử tri có cùng chữ ký và một bản khai khác tuyên bố đã xem 35 lá phiếu được đếm mặc dù chúng không thuộc về những cử tri đã đăng ký. Còn nữa, bà cho biết 50 lá phiếu được đếm nhiều lần trong một máy lập bảng ở nơi khác và rằng con trai đã chết của một người phụ nữ bằng cách nào đó đã bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử và các đảng viên đảng Dân Chủ đã đưa ra các tài liệu về cách đánh lạc hướng những người định bầu cho đảng Cộng Hòa, theo Newsweek. Nó đã được gian lận ngay từ đầu. Mark Daniels nói với Hennity, gian lận từ các luật tiểu đang được thông qua với danh nghĩa COVID để tạo ra một cuộc bầu cử rộng, gian lận từ việc loại bỏ quyền quan sát và giám sát của đảng Cộng Hòa. Và bây giờ, bạn có phương tiện truyền thông đang gian lận một lần nữa bằng cách nói rằng họ thậm chí sẽ không nghe những câu chuyện này. Mai Quốc Việt và Hoa Thi Gòn xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị gia đình và thân quyến hạnh phúc và khang an